Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến tham dự với cả buổi hội thảo trực tuyến của Fornius. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là giới thiệu về biến thần mới nhất của Fornius, biến thần thương mại Fornius Toro. Và tôi sẽ tập trung giới thiệu thêm về phần kết nối thông tin liên lạc giữa các biến thần với nhau theo chuỗi để đảm bảo được cái phần đáp ứng thông tin an toàn cũng như là có chất lượng cao nhất. Sau đây thì tôi sẽ bắt đầu buổi trình bày. Xin tự giới thiệu, tôi là Hùng, đại diện của Fornius tại Việt Nam. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong hoặc sau buổi hội thảo này, vui lòng sử dụng chức năng trò chuyện trong phần mềm GoToWebinar hoặc là gửi email thì tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn trực tiếp hoặc là qua email sau buổi trình bày này. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem qua nội dung của buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ bộ tóm tắt lại về các cái đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm mới Fornius Toro, các đặc tính cũng như là các cái thiết kế. Sau đó thì tôi sẽ giới thiệu sâu hơn về cái phần truyền thông dữ liệu giữa các biến tần với nhau để đảm bảo kết nối thành chuỗi từ hệ lớn theo megawatt. Thì nội dung chi tiết thì sẽ được trình bày tiếp theo đây. Trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm Fornius Toro. Thì sản phẩm Fornius Toro thì là có hai loại công suất chính là 50W 100W. Ngoài ra thì Fornius Toro còn có một dòng nữa là dòng 99kW. Thì hiện tại là theo cái giá dự thảo về cơ chế giá FIT vào trong năm nay nếu mà có được phê duyệt thì đang có một cái giới hạn là dưới 100kW, thì cái dòng 99kW này cũng là một cái điểm nhấn để chúng ta có thể xem xét sử dụng trong thị trường Việt Nam khi mà yêu cầu về giá về về giới hạn công suất được đưa ra đối với cả bảng giá FIT mới. Thì đối với cả dòng sản phẩm biến thần thương mại của Fornius thì trước đây thì có thể các bạn chưa biết hoặc có thể các bạn đã rất quen với sản phẩm Fornius thì là sẽ có dòng Fornius Eco là 25 đến 27 kW và có thêm dòng Simo nữa là từ 10 đến 20 kW. Thì những cái giải công suất này đối với các bạn thì có thể coi là rất là bé. Tuy nhiên thì trong năm ngoái đối với dự án megawatt thì chúng tôi cũng đã sử dụng để cho những dự án megawatt, ví dụ dùng từ 34 đến 37 con Fornius Eco để mà đạt được 999 kW AC cho một mê của dự án chẳng hạn vậy. Thì năm nay thì Fornius có thêm ra dòng sản phẩm mới là Fornius Toro và Toro Eco có công suất là 50 và 100 kW và 99 kW như là tôi đã trình bày. Thì dòng sản phẩm thương mại mới này có những tính năng gì là vượt trội? Thì có thể có tóm tắt ở trên slide trình bày. Ví dụ như là sử dụng được ở các môi trường khắc nghiệt nhất, rồi thì dễ dàng lắp đặt, linh hoạt trong thiết kế, hay là đơn giản trong dịch vụ phần cứng sẵn có và giảm chi phí nối chuỗi với chuỗi AC. Tôi sẽ trình bày ở phần sau. Trước tiên thì chúng ta sẽ xem qua một chút về thông số kỹ thuật của dòng Toro. Đối với dòng Toro Eco, gọi là Eco bởi vì là chỉ là có một kênh MPPT thôi, cho nên là có Eco là vậy. Và có giải công suất là 50, 99 và 100 kW và có cho phép là phát vượt DC là 150% và vận hành là tại full công suất được tại nhiệt độ môi trường là 50 độ C. Thế và ngoài ra thì còn có một dòng sản phẩm nữa là sản phẩm Toro. Sản phẩm Toro hiện tại thì đang có giải công suất là 50 kW và có 3 kênh MPPT. Dòng sản phẩm Toro này thì sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào quý 3 năm nay. Đối với cả dòng sản phẩm Toro này thì sẽ có một số các đặc điểm và những cái thiết kế nổi bật của sản phẩm. Đầu tiên thì tôi xin nhấn mạnh lại là đó là thiết kế ưu việt về làm mát chủ động để mà biến tần có thể vận hành được phát đủ công suất thực tại 50 độ C. Như là 50 độ C đây là nhiệt độ môi trường đấy. Đấy thì các bạn có thể thấy là rất là ưu việt đối với cả thị trường mà môi trường nhiệt đới nóng ẩm như ở Việt Nam. Và dòng sản phẩm này được thiết kế là cho phép là làm việc trực tiếp dưới nắng mặt trời. Nhờ có lợi thế về thiết kế vách đôi và thiết kế về quạt làm mát bố trí để tránh cái hiện tượng hotspot ở bên trong. Thì các lợi thế về công suất, ví dụ như là độ suy giảm công suất thấp, phát đủ công suất thực lên đến 50 độ khi mà nhiệt độ môi trường đến 50 độ C, hoặc là có các lợi thế khác, ví dụ như là
cánh tần nhiệt mỏng nhẹ rồi thì dễ dàng vệ sinh rồi cho phép lắp đặt nằm ngang, thì có rất nhiều lợi thế có được nhờ cái việc mà thiết kế ưu việt làm mát chủ động này. Để nhấn mạnh một chút về cái việc mà biến tần này có thể làm việc trực tiếp dưới nắng, có nghĩa là không cần thiết là phải làm mái che cho nó. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là có cái hình ảnh giới thiệu về cơ chế làm mát, có nghĩa là gió sẽ được lấy từ quạt gió ở lấy cửa gió từ phía trước qua hệ thống quạt và thổi vào bên trong của biến tần và thổi qua lắp lớp vách đôi, thổi qua lớp vách đôi, thổi qua lớp vách đôi, như vậy mà ngăn cản được nhiệt xâm nhập, mà nhiệt độ môi trường nóng cũng như mặt trời chiếu tấm ngoài này sẽ nóng này xâm nhập trực tiếp vào khoang bên trong, đồng thời lại làm mát tản nhiệt cho khoang bên trong, đẩy ra ngoài qua bên hông. Đó, như vậy để mát ra ngoài qua bên hông như các bạn thấy ở trên hình đây, thì như vậy nhờ đó mà biến tần này có thể là phát đủ công suất thực tại nhiệt độ môi trường lên đến 50 độ C. Một đặc điểm thiết kế nổi bật nữa của sản phẩm Toro đó chính là thiết kế có thể nối chuỗi AC. Đấu nối chuỗi AC thì thứ nhất là sản phẩm Toro cho phép là đấu nối chuỗi AC nối tiếp các nối chuỗi mắt xích các biến tần Toro thì lên đến 200 kW, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể là nối chuỗi 4 con Toro 50 kW hoặc là 2 con Toro 100 kW trong một chuỗi. Như vậy là sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái cáp AC cũng như là công đấu nối, rồi thì giảm được vật tư phụ cũng như là linh hoạt trong thiết kế và bố trí trên hiện trường. Đối với cả cái dòng sản phẩm Toro thì để mà tối đa được cái việc mà linh hoạt trong việc lựa chọn thiết kế thì Fornius đã đưa ra hai cái cấu hình, hai dòng sản phẩm Toro theo hai cấu hình khác nhau để mà có thể các bạn lựa chọn. Đó chính là cấu hình dạng hệ thống tập trung, có nghĩa là đấu nối qua combiner box, và đấu hình hệ phân tán là sẽ đấu nối cắm trực tiếp các chuỗi string vào biến tần. Thì với hai phiên bản này thì đối với cả dòng P như tôi vừa trình bày thì là sẽ sử dụng một hộp combiner box, cho phần DC ở đây thì có cho phép là cáp DC tiết diện lên đến 95 mm vuông và tích hợp luôn kẹp V ở đây, có nghĩa là chúng ta không cần làm đầu cáp, chúng ta chỉ cần đưa đầu cáp đến và sẽ siết vào đó luôn, không cần phải làm siết cáp và kẹp cổ cáp vân vân. Và dòng thứ hai chính là dòng cắm chuỗi trực tiếp. Dòng cắm chuỗi MC4 trực tiếp thì cũng khá là quen thuộc đối với cả các bạn. Thì ở đây chúng muốn nói rằng là đối với dòng Eco 50 kW thì là sẽ cắm trực tiếp 14 chuỗi và dòng Eco 100W thì là cắm trực tiếp 22 chuỗi, có cầu chì chuỗi tích hợp và có cả giám sát chuỗi tích hợp luôn. Đây là hai phiên bản của dòng Toro Eco. Dòng P là sẽ sử dụng hộp gom cáp DC và dòng D là dòng cắm đấu nối chuỗi trực tiếp qua jack MC4. Tiếp theo thì ở đây thì tôi sẽ trình bày một chút về phần đấu nối AC. Đấu nối AC vì vì chúng ta sẽ có hai loại đấu nối AC. Thứ nhất là lựa chọn bình thường là kẹp thường, có nghĩa là chúng ta không cần làm đầu cáp AC, chúng ta không cần phải có các cái siết cổ cáp, chúng ta không không cần sorry không cần có đầu cáp, chúng ta cứ thế là sau khi làm đầu dây thì sẽ đưa thẳng vào đây và siết vào luôn. Ngoài ra thì Fronius Toro có một lựa chọn khác, đó là lựa chọn kẹp V để nối chuỗi AC dạng chuỗi xích, thì sẽ có dây cáp đến và cáp đi và do đó là trang bị kẹp V có như ở trên hình ảnh các bạn có thể thấy ở đây. Thì nhờ như vậy thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều các vật tư phụ cũng như là linh hoạt trong thiết kế. Ngoài ra thì vì kẹp V là trang bị đấu nối trực tiếp, không cần làm đầu cáp nên chúng ta sẽ không phải lo lắng cho những cái vấn đề ví dụ như là cổ cáp lỏng hay là cáp cứng dẫn đến là gãy các cái cổ cáp, siết không đủ lực vân vân. Vì chúng ta đã kẹp V ở đây và kẹp V ở đây trang bị của chúng ta là lên đến tận 240 mm vuông tiết diện cáp, có thể rất lớn, đủ để chúng ta có thể linh hoạt trong thiết kế đấu nối. Tôi sẽ cho các bạn xem một ví dụ của một hình ảnh tôi sưu tập ở trên internet thôi. Đây là đã tận dụng để đấu nối chuỗi AC của một dòng biến tần của một hãng khác. Các bạn có thể thấy là cái khoang đấu nối, tôi phóng to các bạn nhìn. Ở đây là khoang đấu dây, ở đây là họ đưa luôn, họ làm đầu cáp và đưa luôn đấu nối trực tiếp lên đây để đấu chuỗi mắt xích giữa hai biến tần với nhau. Thì đấu nối chuỗi AC như vậy thì có an toàn không? Tôi nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể có câu trả lời được, bởi vì chúng ta đang làm việc ở trong với cả dòng lớn, công suất phát lớn, thì cái việc mà cách điện của khoang
đấu nối cáp cũng như là cách điện từ các cực với nhau nó đòi hỏi rất là khác biệt. Nó sẽ không thể là đơn thuần rằng là chúng ta cứ chọn đủ tiết diện dây và siết đầu cáp đưa vào đấu nối đã thành chuỗi mắt xích là sẽ được đảm bảo. Ngoài ra thì Fonix Toro còn có cái phần cứng thiết kế rất là thông minh, có nghĩa là cái khoang đấu nối ấy, nó rất là rộng rãi để cho các bạn có nhiều lựa chọn. Ví dụ như là đối với cả cái đầu tiên là phần không gian tùy biến, có thể ở đây người ta trang bị sẵn cho mình các cái rack ấy, cài ấy, chuẩn DIN thì là cho phép chúng ta có thể cài được các cái vật tư thiết bị của hãng thứ ba vào đó. Ví dụ như chúng ta có thể cài vào đó các cái đồng hồ đo hay là switch hay là thêm các cái phần chống sét vân vân. Ngoài ra thì là bản thân chống sét cho phần ACDC đưa ở đây thì hoàn toàn là cho phép chúng ta có thể lựa chọn trang bị tiêu chuẩn thì là trang bị chống sét Type 2. Tuy nhiên là chúng ta có thể yêu cầu là trang bị chống sét Type 1 cộng 2 khi đặt hàng. Phần kẹp giữ dây AC cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể lựa chọn kẹp V thông thường hoặc là kẹp V cho phần nối chuỗi mắt xích biến tần. Rồi thì đối với cầu chì trang bị cũng tiêu chuẩn là 15A và chúng ta hoàn toàn có thể là yêu cầu là trang bị cầu chì 20A tùy theo cái tùy tùy theo tấm panel PV chúng ta sử dụng đấu nối chuỗi, và chúng ta sẽ tính toán và lựa chọn là cầu chì có dòng điện phù hợp. Rồi thì đầu đấu nối ví dụ như là đấu nối MC4 cắm rắc trực tiếp đối với cả dòng D hoặc là sử dụng kẹp V để kẹp dây DC từ hộp gom cắp DC về chẳng hạn. Ngoài ra thì còn một lựa chọn khác nữa là chúng ta có thể lắp thêm được cầu dao AC vào trong khoang đây, có thể lắp thêm cầu dao AC vào vị trí khoang rỗng này. Cái cầu dao AC này nó sẽ có yêu cầu là gì? Là ví dụ như là một số các cái dự án của bên điện lực họ sẽ yêu cầu là phải có cái thiết bị để đảm bảo là ngắt điện tại chỗ, đảm bảo an toàn cho người vận hành sửa chữa. Thì như vậy nếu mà chúng ta để mà cầu dao AC nằm luôn ở trong khoang tủ của biến tần này thì sẽ đảm bảo được an toàn cho người sửa chữa vận hành, thay vì là phải chạy đến tủ phân phối chính rồi thì phải treo biển cảnh báo rồi thì khóa cầu dao AC từ vị trí xa không phải là trực tiếp đối với người vận hành. Một cái ưu điểm nổi bật khác của dòng Toro đó là thiết kế là dịch vụ là chỉ cần thay thế cái cấu kiện thôi. Có nghĩa là ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy trên hình ảnh là một khối công suất chẳng hạn thì chỉ cần một cái bê có 27 cân thôi là hoàn toàn có thể thay thế được khối công suất. Không nhất thiết là khi mà gặp hư hỏng chẳng hạn chúng ta phải bê nguyên cả một cái biến tần khoảng 100 cân đi để tháo lắp, và như vậy là sẽ cần có thêm người này, thêm phương tiện nâng hạ này, rồi thì mất thời gian để chuyên chở vân vân. Ngoài ra thì đối với cái việc lắp đặt của Toro được tính toán làm sao để mà thuận tiện nhất cho người lắp đặt, hoàn toàn có thể lắp đặt nằm ngang trên mặt đất hoặc là lắp đặt thẳng đứng, và đồng thời là cũng cho phép là lắp đặt thẳng ngoài trời không mái che. Rồi thì có các cái ưu thế khác về lắp đặt nhanh dùng vít khóa nhanh, rồi dễ dàng lắp đặt treo tường nằm sàn, rồi thì linh hoạt trong lựa chọn cáp vân vân. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một hai video, một video giới thiệu về lắp đặt, một video giới thiệu về phần thay thế khối công suất để các bạn có thể thấy là cái phần dịch vụ có thể đáp ứng nhanh như thế nào. Ngoài ra thì Toro thì là thừa kế từ các cái thế hệ dòng Snap Inverter trước của Fronius, thì là cái app cài đặt là được thiết kế rất là đơn giản, hoàn toàn là có thể kết nối wifi trực tiếp, không cần phải qua hai bước giống như là đối với cả dòng biến tần trước đây là một bước là khai báo tại chỗ và một bước là khai báo kết nối với router chính. Ở đây là chúng ta là kết nối wifi trực tiếp tại chỗ một lần luôn và kết nối với và cài đặt qua từ router chính luôn đưa về đối với biến tần. Thì tôi đã có một cái buổi webinar giới thiệu về các cái app cài đặt này. Thì nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể gửi email yêu cầu thì tôi sẽ gửi lại cho các bạn tài liệu của buổi trình bày đó cộng với cả cái đường dẫn của cái link record lại cái buổi trình bày để các bạn có thể tiện theo dõi tham khảo. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một số video liên quan đến dòng Toro để các bạn có thể tiện xem xét các cái đặc tính, đặc điểm nổi bật của dòng Toro. Trước hết thì tôi sẽ giới thiệu một video là tóm tắt về đặc tính của dòng Toro để các bạn tiện theo dõi.
Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu tiếp một video thứ hai, giới thiệu về việc lắp đặt của Toro là nó thực sự là đơn giản và dễ dàng như thế nào. Một video nữa tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, đấy là video giới thiệu về việc thay thế khối công suất của Toro, mà nhờ đó thì là Toro có thể đáp ứng được cái việc gọi là thay thế gọi là dịch vụ nhanh nhất trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã bớt thời gian theo dõi ba video clip vừa rồi giới thiệu về dòng viễn tần Toro cũng như là giới thiệu về lắp đặt và thay thế khối công suất đảm bảo dịch vụ nhanh nhất trên thị trường. Sau đây tôi sẽ đi tiếp vào cái phần trọng tâm buổi trình bày hôm nay, đó là phần truyền thông dữ liệu của dòng Toro và dòng Toro Eco. Thì đối với cả cái việc mà truyền thông dữ liệu thì là dòng Toro và dòng sản phẩm Toro thì luôn luôn là có phần cứng giám sát sẵn có đèn LED hiển thị trạng thái cũng như là có một bộ phận truyền thông nó gọi là pilot card, thì là hoàn toàn là có thể là thực hiện các cái chức năng của một phần gọi là lưu trữ rồi thì chuyển dữ liệu lên trên web server để chúng ta có thể theo dõi trực quan thông qua cái phần mềm thông qua app Solo Web hoặc là trang web của Fornius Solo Web ở trên các cái trình duyệt web trên máy tính các bạn, và đảm bảo các cái giao diện mở để có thể kết nối các cái thiết bị của các hãng thứ ba cũng như các nhiều chức tính năng khác mà qua các cổng IO khác để điều khiển quản lý năng lượng vân vân. Đối với cả phần truyền thông dữ liệu thì tại sao cái việc đó lại là quan trọng? Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là trong mỗi hệ thống của biến tần đấu nối thì là các cái dữ liệu của mỗi biến tần phải được truyền một cách là chính xác và đầy đủ đến cổng thông tin Fornus Solar Web, mà như vậy thì cái đó đó chính là cái nền tảng cho cái việc mà theo dõi số liệu cũng như là trực quan hóa số liệu, rồi thì từ đó chúng ta có thể có các cái phần mà giám sát rồi đưa ra các cái điều khiển phù hợp, rồi thì kết hợp được với cả các cái phần yêu cầu từ bên phía vận hành khác, ví dụ như là không phát lên lưới hoặc là phát lên lưới theo những cái công suất giới hạn và các cái hoạt động mà bổ sung nâng cao sau này. Chính vì cái việc mà dữ liệu truyền thông quan trọng như vậy cho nên là Fornius tập trung đầu tư rất là tỉ mỉ về cái phần
truyền thông cho dữ liệu giữa các biến tần để đưa lên hệ thống. Cái sự khác biệt giữa truyền thông của cái dòng Fonius Snap Inverter, có nghĩa là từ thế hệ trước, ở chỗ là đối với cả dòng Snap Inverter, khi chúng ta nối chuỗi các biến tần với nhau thì chúng ta có thể nối chuỗi theo mạch vòng ring, sử dụng mode bus từ biến tần thứ nhất sang biến tần thứ hai sang biến tần thứ ba cho đến biến tần thứ 99, một chuỗi là có thể lên đến 99 các biến tần nối chuỗi với nhau. Và chỉ cần một card data manager ở một con master là có thể quản lý tất cả các cái biến tần còn lại ở trong chuỗi. Thế còn đối với cả công nghệ của Fonius Toro thì là sẽ đi trực tiếp từ từng biến tần về LAN switch hoặc là trực tiếp đến internet router, tùy theo là số lượng internet router có đủ cổng để mà tiếp nhận các cái biến tần trong chuỗi về hay không. Thì đối cái việc mà nhờ có cái việc mà tiêu chuẩn hóa sử dụng cái công nghệ Ethernet này, công nghệ mà sử dụng các mạng LAN nội bộ này, thì sẽ đem đến cho người sử dụng có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất là cái việc đó là công nghệ Ethernet là một công nghệ mạng LAN cục bộ rất là phổ biến trên thị trường, rất là thân thiện với các đơn vị lắp đặt, nhờ đó mà họ có thể dễ dàng lên được thiết kế, rồi thì có thể dễ dàng nâng cấp mở rộng, dễ dàng kết nối với các cái thiết bị dùng tiêu chuẩn Internet khác, và đương nhiên là dữ liệu truyền là tin cậy và tính năng cắm và chạy. Đấy là những thứ ưu điểm rất là tốt của công nghệ mạng LAN cục bộ Internet đã được tích hợp đưa vào trong các biến tần Toro. Ở đây về mặt phần cứng thì có một sự khác biệt giữa dòng Toro và dòng Snap Inverter, là ở chỗ dòng Toro thì là có một khối gọi là khối truyền thông, còn gọi là Pilot PC Board. Thì khối truyền thông này có hai cổng mạng LAN, một cổng mạng LAN dùng để đấu nối với router Internet và một cổng dự phòng. Và cái khối truyền thông này sẽ làm tất cả các chức năng của cần 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 thiết, bao gồm có cả phần điều khiển của biến tần cũng như là phần truyền thông dữ liệu thông tin. Thế còn đối với cả đời trước của Fonius biến tần dòng Snap Inverter thì có phân ra thành hai khối khác nhau. Khối receiver này là dùng để khối liên quan đến phần điều khiển biến tần, các bạn có thể comment LCD ở đây. Và ngoài ra là một card data manager dùng để kết nối wifi hoặc LAN để đưa lên internet, truyền dữ liệu lên solar web. Chính vì vậy cho nên là dòng Toro có những cái ưu điểm nổi bật mà vừa thừa kế từ cái dòng Snap Inverter cũ và vừa phát triển để đáp ứng với những công nghệ mạnh mẽ và tin cậy ngày nay, sử dụng công nghệ Ethernet và đưa tất cả thiết bị online luôn, không cần thiết là phải có thêm cả truyền thông dữ liệu. Và cái việc cài đặt tương tự như vậy là cũng chỉ cần một phần thay vì phải chia làm hai phần, gồm có phần cài đặt biến tần ban đầu qua màn LCD và thứ hai là mới cài đặt tiếp qua giao diện ghép web hoặc LAN Wi-Fi. Đấy là nói về dòng biến tần cũ. Tôi sẽ trình bày tiếp theo đây. Các ví dụ mà kết nối các cái biến tần Toro trong hệ thống truyền thông dữ liệu. Thì đầu tiên là chúng ta có thể thấy rằng là kết nối ở đây là dạng kết nối thẳng hình sao, có nghĩa là tất cả các biến tần đều kết nối trực tiếp đến router hoặc là kết nối đến một switch để mà khuếch đại tín hiệu trong trường hợp mà biến tần ở cách xa hơn quá khoảng cách 100 m, vì theo tiêu chuẩn mạng LAN thì là quá 100 m thì tín hiệu sẽ bị suy giảm. Ở đó là chúng ta cần phải có switch để mà khuếch đại tín hiệu lên. Và biến tần cho phép là sử dụng đa dạng các loại switch khác nhau. Chi tiết thì tôi sẽ trình bày các loại switch ở phần tiếp theo. Thì đối với cả Fonius Toro sử dụng công nghệ Internet thì ở với khoảng cách lớn 100 m thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần thêm một switch để mà nối dài, để mà khuếch đại tín hiệu, để đảm bảo được truyền tín hiệu từ biến tần cho đến tận Internet router. Vị trí lắp đặt của LAN switch thì ở đây có một ví dụ thứ nhất là chúng ta tất cả các cái biến tần là xếp cùng hướng theo một chuỗi có khoảng cách khoảng tầm 20 m, ví dụ ở đây là 20 m mỗi biến tần, nhưng tổng đến cho đến LAN switch chẳng hạn thì sẽ quá là 100 m. Do đó chúng ta sẽ bố trí LAN switch ở khu vực giữa này chẳng hạn, để làm sao mà cuối cùng là cái khoảng cách giữa các LAN switch và cho đến internet router nó không quá 100 m, để đảm bảo được cái phần tín hiệu của đưa về ổn định. Ngoài ra thì là cái phần mà máng cáp tín hiệu LAN có thể đi vào trong cùng chung với cả máng cáp của AC để đưa vào trở đưa về trên cái tụ phân phối chính.
không nhất thiết là phải tách rời. Thứ hai, một ví dụ thứ hai về vị trí lắp đặt LAN switch ở đây là biến tần bố trí tại các vị trí rải rác khác nhau ở trên trường, trên vị trí lắp đặt. Do đó là tùy theo các cái khoảng cách, chúng ta có thể linh hoạt bố trí các cái LAN switch để khuếch đại các tín hiệu và đưa được tín hiệu từ các biến tần về LAN switch chính trước khi vào về router. Nhờ cái việc mà sử dụng nhiều LAN switch ở nhiều vị trí đa dạng khác nhau như vậy thì chúng ta có thể là đảm bảo được cái việc truyền thông dữ liệu luôn luôn đầy đủ về được con router chính và đảm bảo được tính năng cắm và chạy, thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái công sức cho cái việc mà cấu hình, cho cái việc truyền thông đối với cả các cái biến tần. Ngoài ra thì ở đây có một ví dụ thứ ba là khi mà chúng ta thiết kế hệ tập trung, có nghĩa là tất cả cái biến tần là tập trung tại một chỗ, thì đối với việc này thì là rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần một LAN switch đặt tại vị trí mà các biến tần tập trung để có đủ cổng nhận tất cả các cổng IP từ biến tần đưa về và trước khi đưa vào Internet router để kết nối với Internet. Ở đây các bạn có thấy vẽ thêm một cái màu hồng nữa, đây là Plant Controller, có nghĩa là thiết bị của bên thứ ba. Nếu chúng ta muốn trang bị thêm, chúng ta hoàn toàn có thể kết nối theo chuẩn Internet đối với cả Internet router để mà kết nối với toàn bộ cái biến tần ở trong hệ thống, thay vì là chúng ta phải triển khai Modbus nối lên từng biến tần một. Chúng ta sẽ xem xét là các kiểu LAN switch nào là sẽ phù hợp và sẵn có trên thị trường để sử dụng trong hệ thống kết nối biến tần theo chuỗi. Trước hết thì có những loại LAN switch nào, các loại LAN switch ở trên thị trường ấy, LAN switch Internet tiêu chuẩn thì được ấy, có các loại, có thể có loại là tiêu chuẩn dùng trong nhà, rồi loại dùng trong nhà mà không cần cấp nguồn ngoài, có nghĩa là lấy nguồn trực tiếp qua dây cáp LAN, và có loại trong nhà và loại ngoài trời. Ở đây có nó nhấn mạnh là có PoE là gì? Power over Internet, có nghĩa là cấp nguồn qua sẽ cấp LAN theo cái sợi mà đã được quy định theo chuẩn. Và như vậy chúng ta để tiết kiệm được các nguồn cũng như là linh hoạt trong việc bố trí các cái switch. Đối với cả một cái Internet switch tiêu chuẩn, khi mà chúng ta đấu nối vào hệ thống thì vật tư cần thiết là chúng ta sẽ cần có hộp chứa và có cấp bảo vệ IP phù hợp. Và thứ hai là chúng ta cần có một cái Internet switch tiêu chuẩn cắm vào đây. Đối với cả trong ví dụ này chẳng hạn, thì là với cả một Internet switch tiêu chuẩn, chúng ta sẽ phải nguồn riêng cho nó, nguồn AC riêng cho nó qua qua bộ chuyển đổi thành DC để cấp cho switch chạy. Đồng thời là chúng ta sẽ có cáp nối mạng LAN về switch như bình thường từ biến tần. Đối với cả loại mà switch mà sử dụng cấp nguồn trực tiếp qua mạng LAN, PoE switch, thì đối với PoE Internet switch chẳng hạn thì chúng ta chắc chắn là sẽ không cần có bộ chuyển đổi nguồn nữa. Chúng ta hoàn toàn lấy nguồn trực tiếp thẳng từ biến tần đưa vào cấp cho switch và switch sẽ chạy. Đây ví dụ như chẳng hạn là chân này sẽ là một chân mà được cấp nguồn trực tiếp qua dây mạng LAN lấy từ biến tần đưa về để cấp nguồn nuôi switch. Chúng ta không cần cấp thêm một nguồn AC riêng từ biến tần đưa về cho cái switch PoE switch này. Tương tự như vậy, đối với cả switch sử dụng ngoài trời hoặc là outdoor switch ấy, mà không không có nguồn cấp qua LAN thì chúng ta sẽ phải có một hộp, chúng ta hoàn toàn việc ngoài trời chứ chúng ta không cần có hộp bảo vệ, chúng ta có thể trong ngoài trời mà. Và chúng ta trong trường hợp mà vì là không có cái cấp nguồn qua mạng LAN cho nên là chúng ta phải cấp thêm một nguồn nuôi cho switch, và có nhiều loại switch cho nên là chúng ta có thể cấp nguồn nuôi, ví dụ như là trong biến tần có trang bị sẵn một cổng 12V, có thể cổng USB chẳng hạn 12V có thể cấp trực tiếp cho cái switch outdoor này, hoặc có thể là lấy một nguồn điện AC cung cấp cho switch outdoor trong trường hợp là switch outdoor là dùng nguồn AC trực tiếp, hoặc cũng có switch outdoor dùng nguồn DC chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể là lấy nguồn AC từ biến tần qua một bộ chuyển đổi AC-DC để cấp cho switch outdoor ngoài trời. Như vậy thì đối với cả switch ngoài trời mà không cấp nguồn qua mạng LAN, chúng ta chỉ cần chú ý rằng là chúng ta sẽ không cần có hộp bảo vệ, và chúng ta nhưng mà tuy nhiên chúng ta vẫn cần có cấp nguồn nuôi, tùy có thể là nguồn DC, có thể là nguồn AC sẵn có từ trong biến tần. Trong trường hợp mà chúng ta dùng switch ngoài trời, outdoor switch và có cấp nguồn nuôi qua mạng LAN thì các bạn thấy là cấu hình cực kỳ đơn giản luôn. Nghĩa là chúng ta chỉ việc để một cái switch ở ngoài trời này và chúng ta lấy luôn nguồn từ mạng LAN
đưa vào outdoor vào là switch outdoor dùng luôn, không cần thêm bất kỳ một cái thiết bị nào khác. Trong thực tế thì ở châu Âu các khách hàng đang tổ hợp thì là họ sử dụng switch outdoor và đa phần là sử dụng switch outdoor và lấy luôn nguồn trực tiếp qua cổng mạng LAN ấy, tức là Power over Internet ấy. Thì họ tận dụng luôn cái khoang trống như lúc nãy chúng ta đã xem ở ngay bên cạnh các cái cầu chì, các cái chống sét, họ sẽ cài luôn switch LAN ở đây và sau đó họ lấy nguồn nuôi trực tiếp từ pilot test, từ từ cạc pilot đưa về luôn, nó có cổng 12V đưa về luôn, hoặc là lấy qua mạng LAN đưa thẳng về luôn cái switch outdoor này để mà sử dụng. Như vậy các bạn thấy là thiết bị rất là gọn nhẹ, mọi thứ là đều có tổ hợp hết ở trong khoang, không cần thiết phải có thêm bất kỳ một thứ gì lắp ráp nối ra bên ngoài, lộ ra bên ngoài. Thì đây là một hình ảnh các bạn nhìn thấy rõ là có một cái khoang trống như thế này là được trang bị sẵn có và gọi là miễn phí, dễ dàng là cho các bạn có thể là lắp đặt thêm các cái thiết bị phụ khác. Chỉ có một lưu ý ở đây là gì, bởi vì sao, vì khoang trống này nó chỉ đảm bảo được cái nhiệt độ môi trường vận hành từ âm 40 độ đến 65 độ, cho nên là chúng ta chọn thiết bị là thiết bị cũng phải đảm bảo được vận hành trong nhiệt độ môi trường này. Nếu mà chúng ta có những cái thiết bị mà vận hành mà yêu cầu tiêu chuẩn mà khắt khe hơn thì sẽ khó để có thể đưa vào đây. Và ở đây là có trang bị sẵn có, ví dụ ta có thể lấy nguồn từ các cổng IO từ đây là 12V 500 mAh, hoặc là lấy nguồn qua cổng USB cũng có sẵn ở đây, cổng 5V 1A cũng có. Chúng ta có thể linh hoạt sử dụng các cái thiết bị của bên thứ ba cài đặt vào đó với các nguồn phù hợp. Chúng ta tích hợp cái dòng Toro lên SolarWeb để giám sát theo dõi. Thì cũng tương tự như là các cái dòng sản phẩm khác của Fonius, chúng ta có thể cài đặt ban đầu là sử dụng app để cài đặt. Sự khác biệt như lúc nãy tôi đã trình bày là chúng ta có thể kết nối Wi-Fi trực tiếp đối với cả biến tần và khai báo qua Wi-Fi đối với biến tần luôn. Do đó thì chúng ta chỉ cần cài đặt một lần từ ban đầu và cấu hình riêng rẽ cho từng biến tần, và để cho chúng ta có thể mà biết chính xác chúng ta đang cấu hình biến tần nào, vì chúng ta ngồi từ xa cấu hình cho biến tần được, cho nên chúng ta cần biết chính xác cái series của biến tần trong hệ thống và sơ đồ cấu trúc mạng của hệ thống, để từ đó chúng ta có thể truy xuất vào chính xác từng biến tần mà chúng ta muốn cài đặt để có được cái kết quả tốt nhất. Ngoài ra thì đối với cả cái việc mà chúng ta muốn mở rộng hệ thống hoặc là linh hoạt kết hợp hệ thống giữa các cái máy nhỏ và máy lớn, rồi thì giữa những chuỗi của gọi là biến tần dòng trước của Fonius, ví dụ như là dòng Eco hoặc Simo kết hợp với cả dòng Toro này chẳng hạn, trong các cái máy phức tạp thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp được với nhau ở trên SolarWeb. Thông qua cái phần card data manager, chúng ta khai báo ID card data manager trên SolarWeb cộng với cả pilot card này khai báo ID trên SolarWeb, chúng ta hoàn toàn có thể tổ hợp tất cả lại thành một hệ thống và tất cả sẽ được hiển thị rõ ràng ở trên SolarWeb để các bạn có thể kiểm tra và xem xét từng thiết bị. Ở đây trình bày chi tiết hơn một chút về cách thức để mà tích hợp lên. Có nghĩa là nếu với các bạn mà đã quen thuộc đối với cả SolarWeb của Fonius thì các bạn có thể gõ vào đó và truy xuất vào trong hệ thống thiết bị của mình. Sau đó các bạn vào phần component, có nghĩa là phần các thành phần đó. Sau đó chúng ta bấm vào phần add cái nguồn vào, add data source nguồn vào. Thì chúng ta khi đã add data source, chúng ta chỉ cần gõ cái ID của cái data manager card hoặc là cái ID của cái pilot card vào thì lập tức là sẽ được tích hợp luôn trên hệ thống luôn. Ngoài ra thì đối với các sản phẩm ví dụ như là Zen 24 Plus hay là Toro chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần chọn là Zen 24 Plus hoặc Toro thì lập tức nó sẽ hiện lên số số data data source, tức là cái ID lên trên đây, và chúng ta sẽ kiểm tra ngay là ID đấy có phải thuộc hệ thống của chúng ta hay không, và chúng ta xác nhận thì lập tức là sẽ kết hợp được lên hệ thống luôn, rất là đơn giản. Đây là hình ảnh của một chuỗi Toro ở Hy Lạp. Các bạn có thể thấy là hoàn toàn là nhận diện từng biến tần một lên hệ thống và với các cái số ID nhận dạng khác nhau đảm bảo đủ lên trên hệ thống. Và đây là một biến tần Toro đang vận hành ở Áo, để các bạn có thể nhìn thấy là cũng không có gì khác biệt so với cả các cái dòng sản phẩm trước của Fonius, có nghĩa là hoàn toàn đảm bảo đầy đủ các tính năng về theo dõi giám sát sản lượng cũng như là các cái phần theo dõi về dự kiến sản lượng
theo thời tiết, vân vân. Các cái thông tin bổ sung khác thì các bạn có thể là hoàn toàn lấy được ở các trang web của Fornius, ví dụ như tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành hay là hướng dẫn lắp đặt vận hành trực tiếp. Sự khác biệt giữa ở tài liệu lắp đặt hướng dẫn vận hành ở đây có nghĩa là chúng ta download các file phần cứng dạng và file dạng PDF, còn hướng dẫn lắp đặt trực tiếp thì là chúng ta sẽ nó sẽ là từng bước một, từng cái trang hướng dẫn một trực tiếp ở trên trang web. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng các bạn có thể lựa chọn một trong hai đường link này để lấy cái dữ liệu cho phù hợp. Ngoài ra thì các sự kiện đào tạo của Fornius các bạn có thể lấy theo đường link này. Tôi muốn nhấn mạnh là Fornius Việt Nam thì có một trang Facebook có hình ảnh như trên, thì trang Facebook Việt Nam này luôn luôn cập nhật các thông tin mới nhất về sản phẩm cũng như là chia sẻ kinh nghiệm thực tế cũng như là các cái khóa đào tạo tại công ty cũng như là khóa đào tạo trực tuyến giống như tôi đang thực hiện bây giờ. Thì các bạn sau buổi trình bày này các bạn có thể tôi sẽ gửi email cái đường link ghi lại cái buổi trình bày này cộng với cả cái file trình bày. Ngoài ra các bạn có thể download trực tiếp trong cái phần mà phần file mà của gọi là handout á, tức là phần tài liệu trao tay ấy, ngay ở trong cái phần mềm GoTo Webinar hoặc là trên trang web bạn đang theo dõi cái buổi trình bày này để lấy phần tài liệu trình bày để tiện có thể xem xét cũng như là lấy các cái thông tin bổ sung từ các đường link có sẵn ở trên đó. Một lần nữa thì tôi xin trân trọng cảm ơn các bạn đã bớt thời gian theo dõi buổi trình bày này. Và chúc các bạn một ngày tốt lành.